Dạ, em xin kính chào tất cả cô chú và anh chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Thì hôm nay là phiên sáng của ngày 26 tháng 2 năm 2021. Thì cây lan rừng Phú Thái của em cũng vừa về một số ít mặt hàng rừng để gửi đến cho cô chú anh chị mình siêu tầm nha. Thì hôm nay em có quế trắng tháng 8 này, 8 bao sắc này, phượng vĩ nha cả nhà nha. Rồi bảy rồng. Hôm nay em có một hình kiếm tiên vũ. Rồi kiều tím miền Trung, loại combo nha cả nhà nha. Combo hôm nay gồm 9 loại nha. Thì bây giờ em đi nhanh chi tiết từng hình cho cả nhà mình khỏi chờ đợi lâu nha. Loại đầu tiên em vô hình số 1 này. Hình số 1 là em để giá 260k bao ship trong đóng tam màu sắc này nha cả nhà nha. Nhãn hương tam màu sắc nha, 1 ký 9 nha. 1 ký 9 nhãn hương tam màu sắc nha. Đó, cây như gì vậy nha cả nhà nha. Đó, cái đóng này 1 ký 9 nha. Nhãn hương tam màu sắc nha. 260k bao ship nha. Rồi hình số 1. Qua hình số 2. Hình số 2 em có 20 cây phượng vĩ nha. Cứ 20 cây phượng vĩ như thế này, có dài có ngắn nha cả nhà nha. Lộn xộn mà có dài có ngắn nha. Đó, chứ không có cái dài hết nha. Em phân là có dài có ngắn nha. Một hình như vậy là 20 cây, 150k bao ship. Có dài có ngắn. Rồi, đó là hình số 2 nha, phượng vĩ nha. 20 cây. Hình số 2, 150k bao ship. Nói chung là cả nhà mình cứ đặt phượng vĩ thì em sẽ chọn ra 20 cây em sẽ gửi đến cho cả nhà mình nha. 150k bao ship nha. Cái phượng vĩ thì em về rất là nhiều, hôm nay em về rất là nhiều, luôn đóng luôn. Đó, em không thể phân hình hết được nha. Cứ một hình 20 cây. Có dài có ngắn, 150k bao ship nha. Đó là hình số 2. Qua hình số 3 thì em có lắm thập hoa này. Đóng này gồm có hình số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 về tập hoa nha. 8 về tập hoa như thế này. Phần thảo tập hoa nha cả nhà nha. 100k bao ship hình số 3. Qua hình số 4. Hình số 4 hình này có 3 về nha cả nhà nha. Đây, hình số 4 xin lỗi. Hình số 4 này. Hình số 4 này hình này có 4 về nha. 4 về tập hoa này cũng 100k bao ship nha. Hình số 4 nha. Đây là hình số 5 nha cả nhà nha. Số 5 thì có 3 về nha. Cũng hoàn thả tập hoa nha. Cũng 100k bao ship. Hình số 6. Hình số 6 thì hình này có 4 về nha cả nhà nha. 4 về này cũng 100k bao ship nha. Đó là hoàn thả tập hoa hình số 6. Rồi bắt đầu hình số 7. Hình số 7 thì em để giá 700k bao ship này. 2 ký 8 quế nước nha cả nhà nha. Quế trắng tháng 8 nha cả nhà nha. 2 ký 8 nha. Nguyên cái đóng này 2 ký 8. Cả nhà mình mua về ghép cho nó lợi nha cả nhà nha. Đó, cả nhà mình về ghép cho em lựa 2 cái trụ nào đó ghép vô cho em. Tới mùa hoa nó nữa thơm cho cái làng nghe luôn. Đó, quế trắng tháng 8 thì mùi hương của nó là cực kỳ thơm mà, nó thuộc dạng đệ nhất hương này, trong các dòng hoa lan nó là thơm nhất đó cả nhà. Đó. Đây là 2 ký 8 nha cả nhà nha, 700k bao ship. Cả nhà mà ai ôm hết lô này cho em nha. 2 ký 8, 700k hình số 7. Bao ship cuối tháng 8 nha cả nhà nha. Bắt đầu qua hình số 8. Hình số 8 thì 150k bao ship này. Cũng cuối tháng 8 này. Có một về mẹ con này. Mẹ con. Em nói trước cho cả nhà mình nha, mùa này thì nắng, cây nó hơi bị mất nước, nó hơi bị héo lá tí nha. Cả nhà mình cũng thông cảm cho em nha. Tại mùa này mùa nắng mà, cây nào nó cũng phải thiếu nước, nó phải ấy thôi. Nên cả nhà mình khi nhận hàng thấy đừng có thấy cây lá héo mà không nhận thì tội em nha cả nhà nha. Nói chung là thì mùa này nó nắng quá chứ không phải là hàng nó héo gì đâu nha cả nhà nha. Thì nếu nói chung là nắng quá thì cây nó mất nước thôi. Rồi hình số 8 là 150k ba chiếc, còn đây một về mẹ con này. Đây cũng một về hai mẹ một con, cây này xếp đẹp này. Đó, nguyên về này. Đó. Hai về này thì 150k ba chiếc nha. Hình số 8. Qua hình số 9. Hình số 9 thì cây này một về 4 con này, 3-4 con rồi đó. Nói chung là trên rừng thì lá nó có một số lá nó bị hơi bị dập nha cả nhà, cái lại cây cũng không bị mất nước nha. Đó. Thì nói trước cho cả nhà mình biết trước để tới khi mà cả nhà mình nhận cây nói sao hiếu quá cả nhà không nhận thì cũng tội nghiệp nha. Đây này, 3-4 ngọn con gì đó, một về này. Rồi thêm một cây này nữa. Rồi thêm một ngọn này nữa. Đó, hình số 9 này một về với 2 cây nữa, 150k bao ship nha. Quan số 10. Quan số 10 thì đây cũng có một về mẹ con này, và một cây đây rơi này, hai này.
Cái này là quế xếp nha cả nhà nha. Wow, hàng công em bỏ cho cả nhà mình dự giúp lúa nha. Ba này. Đó, hình này cũng ba cây. Cũng 150k, ba xếp số 10. Và số 11 thì cũng 150k nha. Hình này thì có 2 dề. Dề này thì ba ngọn nha cả nhà nha. Chứ dề này ba ngọn này. Rồi dề này hai ngọn đó, mẹ con đó. Rồi hai dề này cũng 150k ba xếp nha. Chỉ có 150k thì dề cả nhà mình có được một chậu quế, dề quế. Để tới mùa hoa ngắm hoa rồi cả nhà. 150k hình số 11 nha cả nhà nha. Qua hình 12. Hình 12 thì cũng 150k nha cả nhà nha. Em bao ship nha. Hình này có một cây này. Cây lá xếp trục vịt mà lá xếp nó cong nha cả nhà nha, một cây. Hai cây, cây này cũng xếp này mà nó dáng thế cong nha cả nhà nha, hai cây. Ba cây. Cây này cũng xếp được việc mà cây này bán lá rất là to này. Lá tấm tím xếp này, con này xếp như này. Lá rất là to nha cả nhà nha. Ba cây này. Giá cũng 150k bao ship cho hình số 12 nha. Qua hình 13. Hình 13 thì hình này cũng 150k nha cả nhà nha. Hình này gồm có 4 cây này. Một cây này. Hai cây này. Ba cây này. Rồi, 4 cây. 4 cây này cho hình 13 này cũng 150k nha cả nhà nha. Cũng quế trắng tháng 8 nha cả nhà nha, 150k. Qua hình 14. Hình 14 thì cũng 150k nha cả nhà nha. Hình này thì có một dề 3 cây. Dề 3 ngọn nha cả nhà nha, chung dề 3 ngọn. Mấy chục cây là mùa này hơi bị mất nước nha, em nói trước cho cả nhà mình thông cảm nha. Đó. Dề này cả nhà này gieo cho một chậu đứng như vậy nè, như một chậu đứng như thế này. Dề này dề đứng nha. Cả nhà mình vô được chậu. 150k ba ship nha, hình 14 nha. Hình 14. Hình 15 đâu mất tiêu rồi. Rồi không có hình 15 nha, em bỏ qua hình 15 qua hình 16 nha cả nhà nha. Hình 16 cũng 150k ba ship nha. Hình này cũng một cây này. Hai cây này. Cây này lỗi ngọn mà lên nguồn mới nha cả nhà nha. Ba cây này, cây này xếp trục nha cả nhà nè. Xếp trục việc bản lá mít nha. Ba cây này. Bốn cây này. Rồi 5 cây. Hình 16 là 5 cây cũng 150k bao ship nha. Hình 16 nha. Qua hình 17 cũng 150k bao ship nha. Cũng cuối trắng tháng 8 nha cả nhà nha. Một cây này. Hai cây này. Ba cây này. Rồi 4 cây. Cái này sẽ cục việc là mình dán thế công cả nhà nha. 4 cây này hình 17, 150k bao ship nha. Tất cả những đơn hàng mình em đều bao ship hết nha cả nhà nha. Qua hình 18 thì cũng 150k bao ship này. Hình này có một dề này, hai ngọn xếp cục việc đúng cả nhà này. Đó. Một dề hai ngọn. Rồi. Đây cũng một dề luôn. Con mẹ con nha. Là 2. Đây cũng một dề mẹ con, đó là 3. 3 dề mẹ con này cũng 150k bao ship nha. Quế trắng tháng 8 nha cả nhà nha. Đó là hình 18 nha cả nhà nha. Qua hình 19 nha. 19 cũng 150k bao ship. Một ngọn này. Hai ngọn này. Ba ngọn này. Bốn ngọn, hình này bốn ngọn nha. Bốn ngọn này 150k bao ship nha. 19. Qua 20. 20 có 150k nha cả nhà nha, cũng bao ship nha. Một ngọn này. Hai ngọn này. Ba ngọn. Bốn ngọn. Năm ngọn, ngọn lá nhân này cả nhà này. Ngọn, sáu ngọn nha. Hình này sáu ngọn này. Hình này sáu ngọn, 150k bao ship 20. Qua hình 21. Hình 21 cũng 150k nha. 11 ngọn nè. 2 ngọn này. 3 ngọn này. 4 ngọn. 4 ngọn này cũng 150k bao ship nha. Hình 21. Qua hình 22 cũng 150k nha cả nhà nha. Cũng bao ship luôn nha. Hình 1 ngọn này. Đây một ngọn mẹ không? Chuẩn bị nãy 3-4 cây con cho lên dưới này lên nha. Cái bản lá này rất to xếp được việc luôn cả nhà. Ngọn này xếp được việc luôn. 2 ngọn này. 3 ngọn này. Ngọn này lá tím này cả nhà này. 4 ngọn này.
rồi 5 ngọn. Ngọn này mấy con này. 5 ngọn này cũng 150k, hình 52 3 ship nha. Qua hình 53 thì cũng 150k 3 ship nha cả nhà nha. Rồi 1 ngọn này. Đây. Đây ngọn nữa là 2 này. Đây ngọn là 3 này. Đây ngọn ship được lịch nữa là 4 này. Ở đây ngọn mẹ con nữa là 5 này. 5 ngọn này hình 53 150k 3 ship nha. Qua hình 54 150k 3 ship nha. 1 ngọn này, 2 ngọn này, 3 ngọn này, ngọn này mẹ con này, 4 ngọn này, 5 ngọn này, ngọn này gãy ngọn lên, 2 ngọn mới cả nhà nha. Rồi đây ngọn này 6 ngọn, 6 ngọn này hình 54 150k 3 ship nha. Qua hình 25, hình 25 hình này em để giá 200k 3 ship nha. Hình này kiếp cậu nha cả nhà nha, cây thẳng nha cả nhà nha. 1 ngọn này, 2 ngọn này, 3 ngọn này, 4 ngọn này, 5 ngọn. 5 ngọn này hình 25 này 200k 3 ship nha. 5 ngọn. Hình 26 cũng 200k 3 ship nha, cũng 5 ngọn luôn cả nhà nha. 1 ngọn này, 2 ngọn này, 3 ngọn này, 4 ngọn, 5 ngọn. Rồi, hình 26 5 ngọn này cũng 200k 3 ship nha. Qua hình 27, hình 27 hình này ship trục của cả nhà đó. Hình này cũng 5 ngọn nha, hình này để 220k 3 ship nha. Cũng quê trắng tháng 8 nha. 1 ngọn này, ship trục được luôn cả nhà nha. 2 ngọn này, 3 ngọn này, 4 ngọn này, lá tím cả nhà. Rồi đây nữa là 5 ngọn. 5 ngọn này giá 220k 3 ship nha. Hình 22 nha. Qua hình 23 thì hình này cũng xếp được mà. Qua 53 không? Ủa đây hình 57 nha cả nhà, xin lỗi lộn. Hình 27 5 ngọn này 220k 3 ship nha. Qua hình 28. 28 hình này cũng xếp được 200k 3 ship nha. Cũng 5 ngọn mà cây nhỏ hơn nha cả nhà nha. 1 ngọn này, 2 ngọn này, 3 ngọn này, hình này 7 ngọn lần cả nha, 4 ngọn này, 5 ngọn này, 6 ngọn và 7 ngọn nha cả nhà nha. Tiếp tục đi nha, hình này cây nhỏ hơn em bỏ 7 ngọn, 200k 3 ship nha. Hình 28 nha cả nhà nha. Rồi bắt đầu qua hình 29. Hình 29 em có nguyên một cái đống quế này, hàng cây nhỏ này cả nhà nè. Nói chung cây nhỏ chứ không phải là cây nhỏ lắm nha cả nhà. Cây cũng tầm này nè. Đó. Hàng tầm này. Còn hàng xếp không là nhà cả nhà nha. Áo quy một đống này. Có cây lá chấm kiếm xếp trục thì rất đẹp nha cả nhà nha. Quy một đống này. 1kg nha cả nhà nha, 29. 400k mà xếp hôm nay bác xã luôn cái đống. Hàng giống này nha cả nhà nha, hàng cây nhỏ này. 1kg có 400k nha cả nhà, nó được bao ship nha, quy một đống đó. Giờ cả nhà mình thao hồ mà ghép luôn, thao hồ mà ghép lấy giống luôn, quá trời quá đất luôn nha cả nhà. Quy một đống này không nên xả nha cả nhà nha. Đó, 1kg bán giá 400k bao ship cho hình 29. Qua hình 30, hình 30 thì hình này em để giá 200k bao ship nha. Còn có 5 cây nè, một cây này, hai cây này, ba cây này, hình này 6 cây nha cả nhà, 6 cây, 4 cây nha, 5 cây này, rồi 6 cây, hình này 6 cây 200k nha, 6 cây này 200k bao ship nha, hình số 30 nha. Rồi qua hình 31, hình 31 em có hai về giả hạt này cả nhà này, hai giả hạt bóc rừng này nha cả nhà nha, cái này rừng giờ bóc được hai về này. Đó. Quay ra soi cho kỹ cho cả nhà xem. Nó được hai dê, dê này được con một thân tơ đây. Với lại một số thân thân già nha cả nhà nha. Cái này ho đã sổ trên rừng rồi nha cả nhà nha. Cả nhà mình về sổ lại nha. Em thì cũng không có rành gì khi điệp lắm. Đó một dê này. Đó hàng bóc rừng này cả nhà này. Hàng bóc rừng đó.
hột dề nha. Rồi đây một dề nữa, đây một dề được hai thân tơ này, hai thân tơ lá này. Đây cái dề anh em bóc rừng dề cả nhà này. Đó. Rồi hai dề này, hai dề giá hạt này, giá hạt này vùng Lâm Đồng nha cả nhà nhá. Anh em giáp ranh đi rừng Lâm Đồng Bình Thuận đi giáp ranh nhau nha cả nhà nha. Đó. Nhưng mà thuộc rừng của Lâm Đồng nha, Bình Thuận đi qua Lâm Đồng, chỗ em qua Lâm Đồng thì nó sát bên nha. Hai dề này em để giá 300k 3 chip này. Hình 31 nha, hai dề giá hạt này nha. Giá hạt hay không gọi phi điệp với nha. Hình 31. Rồi qua hình 32, hình có 3 cây. Vanda này. Vanda yêu nha cả nhà nha. Những cây là xếp rất là đẹp nha cả nhà nha. 3 cây này nhìn nó đẹp chưa? Xếp trục tuyệt luôn. Đây Vanda yêu nha, cây này mới 12 con dưới này cả nhà này. 3 cây yêu này để giá 50k. Cả nhà mình gộp đơn giúp em nha. Ai mua thì gặp đơn cái đơn này giúp em 32 50k 3 ship nha. Cảm ơn. 50k gặp đơn giúp em nha. Em xin lỗi. Đó, 3 cây Vanda dương nha. Rồi qua 33 thì có kiều tím này cả nhà này. Kiều tím này rất là đẹp nha. Hàng thân ngắn nha cả nhà nha. Hình này có 3 dừa này. 3 dừa này. 3 dừa kiều tím này giá 150k 3 ship. Hình 33 nha. Hình 34, 34 cũng 150k 3 ship nha. Hình này gồm 2 dừa này. Hàng thân ngắn nha, thân nó tầm từ 25 đến 30 phân đổ lại nha. Đó. Hình số 34 này 150k 3 ship nè. Qua hình 35 hình có 2 dề nè. Thì kiếm này rất là đẹp nha, 2 dề thân ngắn, thân tầm là 25 phân đổ lại nha. Kết hợp thì trồng chậu, cả nhà mình trồng chậu nó đẹp hơn nha. Hàng thân luôn thì trồng chậu nó đẹp hơn, trồng vô chậu nhìn nó đẹp hơn. 35 150k 3 ship nha, 2 dề nha. 36 cũng 150k 3 ship nha. 4 dề hình này, 4 dề nha. Hình này thân lùng mà thân nu nha cả nhà nha, thân nu. 4 dề này cũng 150k 3 ship hình 36 nha. Qua hình 37 hình này 2 dề này. Đó. 37 2 dề cũng 150k 3 ship nha, hình 37. Qua hình 38 thì cũng 150k 3 ship hình này 3 dề này. 2 dề. Đó, 38 3 dề này. Ba dề này 150k 3 ship 38 nha cả nhà nha. Rất là đẹp, rất là nhiều. Hình 39, hình này thì hàng thân lung nha, 20 phân đổ lại nha. 1 dề, 2 dề, 3 dề, 4 dề. 4 dề này cũng có giá 150k 3 ship hình 39 nha. Qua hình 40. Hình 40 có nguyên 1 dề 7 đồng này. Rất là đẹp, rất là to, toàn bộ hàng thân lá này cả nhà. Bây giờ bên trong nó cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Toàn là thân lá không. Đó nguyên một dề đó. Thì này rất là to. Toàn bộ là thân lá không. Giờ bên trong là tám mùa hoa thôi, số cho cả nhà mình. Hoa đã rồi luôn. Nguyên một dề to như thế này. Này giá 250k 3 ship nha, 7 đồng nha, nguyên một dề rất là đẹp nha, toàn bộ thân lá. Đó là hình 40 nha, qua hình 41 thì em có một tí. Một ký hai kiếm tiên vũ đây, nói chung là hơn một ký đó. 3 dừa này bản lá cũng rất là to nha cả nhà nha, lá rất xanh. Kiếm này kiếm rừng Gia Lai nha cả nhà, bản lá này 5 cm này cả nhà, chắc độ 5 cm này, rất là to. Đó. Mình này có cả nhà mình sưu tầm vùng miền về làm giống nha. Nói chung là kiếm tiên vũ này cả nhà mình sưu tầm những vùng khác nhau để về số mà kho cho nó đa dạng nha. Đó, ba dừa này vùng đóng này để giá 123 ship nha. Em nói trước cả nhà mình nha, kiếm này nó dài quá, cái lá nó không được đẹp, nó cũng một số nó bị dập cái đường mà khi mình đóng hàng cả nhà mình nữa. Em cắt bớt nha cả nhà nha, em cắt bớt cho vô đóng thùng nha, tại cái lá này có lá nó dài cả mét là mà nó đường nó cũng bị dập vậy rồi. Cả nhà mình chủ yếu về lấy mấy cái cũ này làm giống nha, nó lên măng tơ để chơi măng tơ nha, chứ còn mấy lá này từ đường về thì nó cũng không được đẹp nữa đâu. Nhưng cả nhà mình cũng không nhất thiết là phải quan trọng cái lá này nữa nha. Em sẽ cắt ngắn bớt đóng thùng cho dễ nha. Đó, dùng đóng kiếm tiên vũ này rừng Gia Lai nha cả nhà nha, 120k 3 ship cho 3 dừa đó. Hàng lá rất là đẹp nha, xanh, lá xanh lắm, bản lá cũng rất là to nha cả nhà, lá to lắm, lá to. Rồi hình 41 này 120k 3 ship nha, hơn 1 ký đó cả nhà. Rồi qua hình 42 thì cũng có combo là cả nhà. Combo hôm nay gồm 9 loại lan nha. Giá 180k 3 ship nha.
hình 42 hình cuối cùng luôn cả nhà nha. Đầu tiên em đi từng loại nha. Đầu tiên là có 5 cây phượng vĩ nè. Cây này cây ngắn thôi nha cả nhà, cây nhỏ thôi. Nói chung mình bỏ combo thì cây nhỏ nha. 5 cây phượng vĩ này. Một bụi kiếm lô hội nè. Một hai dê vĩ rồng ở đó nha cả nhà nha. Vĩ rồng này. Đây lan này lan gì đây em không biết tên. Nói chung là cái lan này nó cũng đó, cả nhà biết cái nó giống cái gì thì biết cho em biết nha. Lan này em chả biết cái gì. Phải mật khẩu không phải hay là lan nhọn gì em cũng chả biết nha. Đó nguyên một đống đó. Là loại thứ tư. Xương cá này cả nhà này. 3 dê xương cá này. Là loại thứ 5. Một đống thập ho này nha cả nhà nha. Đó nguyên một đống thập ho đó. Rồi thứ 6. Một đống kiều vuông lọc bắc hàng giống nha cả nhà nha. Đó, hàng giống nha. Một đống kiều vuông lọc bắc là một đống kiều tím miền Trung nha cả nhà nha. Hàng cũng hàng giống nha cả nhà nha. Hàng này về làm giống nha cả nhà nha. Rồi, một khóm mặt thu nha cả nhà, dị lan mặt thu nha. Đó. Thì hôm nay em có 9 loại giá 180k 3 ship. Đầu tiên là mặt thu này. Một đống khóm mặt thu này. Một khóm kiều tím miền Trung này. Một khóm kiều vuông lọc bắc này. Một cái đống thập hoa này. Xương cá này. Lan lan gì đây em biết tên. Rồi đây một vảy rồng này. Ở đây kiếm này. Ở đây phượng vĩ này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 loại lan. Giá 180k 3 ship nha cả nhà nha. Rồi thì hôm nay em có được 40 mấy hình đó. Cả nhà mình sưu tầm được hình nào thì alo cho em nha. Số điện thoại em có để trên tiêu đề đó. Rồi em cũng xin dừng clip rồi ạ. Em cảm ơn tất cả mọi người ạ.